đấy coi nhá, một bộ dàn khi mà ghép đẩy máy ghép hát rất là hay, một bộ dàn rất là đơn giản thôi nhá, rất đơn giản thôi nhưng mà hát rất là hay. Nhiều khi các bác tại sao mà những bộ dàn hàng trăm triệu hát không hay, bởi vì là nhiều khi con đẩy các bác là sử dụng hơn. Xin chào mừng bác đã quay trở lại kênh âm thanh Đại Phát. Trong buổi sáng hôm nay thì cửa hàng chốt được 3 chiếc cục đẩy bãi cực kỳ đẹp và chất đó nhé. 3 chiếc cục đẩy bãi cho 3 bác khách hàng. Và ở đây thì sẽ có những chiếc cục đẩy bãi 3 kênh. Dòng này thì bác nào mà đánh súp hơi thì có thể đánh cỏ súp 50 đổ lại với nhé. Đây là cái số xe di của bác khách hàng. Chiếc cục đẩy này sẽ theo máy khách hàng ở Hà Nội về Hà Nội, về làm dâu Hà Nội. Còn đây thì cũng là một bác khách hàng Hà Nội nữa. Đây, bác khách hàng này thì nói chung là chốt nó liên tục. Trước bác lấy một chiếc rồi, về dùng rất là hay thì bác lại lấy tiếp tục một chiếc nữa. Dòng này thì đa phần các bác chơi âm thanh bãi thì không còn xa lạ những dòng đẩy của Mỹ rồi. Hàng xò sắt này nó chơi không những là chất âm hay, bát đánh sâu, tiếng sáng, đánh tiếng nó dày tiếng quá nhá. Và hơn nữa thì những dòng này nó sử dụng rất là nồi đồng cối đá USA made in PRC, tức là hàng này thì hàng xịn của Mỹ nhưng mà nhà máy thì được đặt ở Trung Quốc, giống như kiểu những cái dòng điện thoại Samsung của Hàn Quốc nhưng mà nhà máy đặt ở Thái Nguyên mới nhé. Và một chiếc nữa gửi vào cho mỗi khách hàng ở trong Đà Nẵng, bác Trương Văn Hùng với địa chỉ 166 Phạm Tứ Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng thôi nhé. Một chiếc cục đẩy bãi CAF, đây là số xe di bác khách hàng. Dòng này sử dụng 16 sắt và 16 giò than. Con này thì sử dụng 20 giò sắt và 16 giò than. Chiếc này thì giá bán là 6 triệu nhé, 6 triệu cả ship, 5 triệu 8 giá tại cửa hàng, hàng tuyển. Thì tại sao những bộ dàn mà đa phần là các bác chơi những bộ dàn mà nó không hay, có khi lên đến hàng trăm triệu mà hát nó vẫn nặng, mà nó không tiếng, nó đánh nó không được chất lượng, tiếng nó không dày, tiếng không được hay, thì tại vì là các bác sử dụng những con đẩy nó chưa được chất lượng đấy, cho nên tại sao mà nó không hay đấy. Như là những cái bộ dàn em ghép thì nếu mà ghép những con đẩy này vào chỉ tầm hơn 20 triệu là các bác hát rất là hay rồi. Thì em sẽ test tiếng mic để bác nghe thử nhé. Còn dòng này thì nhạc thì nó rất là phê đấy. Ở đây thì kết nối tín hiệu đây, máy tính thôi nhá. Test chất âm mộc đã thì em sẽ qua vàng này. Test tiếng mic cho bác hát những dòng này thì rất là hay. Nghe dù dừa thôi đã hay rồi bác nhá. Chín áp bi với nhá, chín áp bi. Có gió thì êm do luôn. Thì trong buổi sáng thì em cũng chốt được 3 chiếc. Hàng thì em bán không nhiều nhưng mà đa số là bán chất lượng thôi nhá, hàng chất lượng. Những sản phẩm mà lên đường cho các bác thì đa phần là nó hàng đẹp và toàn hàng chất thôi, hàng xịn thôi. Mặc dù là không bán được nhiều nhưng mà những sản phẩm em đưa cho các bác thì đến tay các bác thì đa phần các bác rất là thích. Bản thân em bán hàng cũng vậy thôi, khách hàng đến mà cứ thích cứ mừng là em cũng rất là vui rồi. Ở đây thì chiếc cục đẩy này nó sử dụng nguồn đồng ấy nhá, nguồn đồng, nguồn rất là to. Ở đây toàn sò là sò Mỹ, sò Mexico này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 trên và 8 dưới, tổng của nó là 16 sò nhá, 16 giò sắt và thêm 16 giò than. Chiếc đẩy này có thể đánh được 2 cặp loa bát 30, đánh căng. Xe này, máy móc này, linh kiện này. Cho nên là linh kiện nó nhiều này và linh kiện nó chất này, nên là hàng này thì các bác có thể chơi được vài chục năm không phải suy nghĩ nữa nhé. Nó là nồi đồng cối đá rồi, hàng nói chung là cực kỳ là chất. Đấy. Đây là những chiếc mà đóng gói. Đấy. Đóng gói cẩn thận, những hàng này thì gửi xe cho các bác. Đẹp, nói chung là đẹp. Chung là không thể tránh được những mặt mũi thì không có những vết sắt nhỏ nhỏ này, không thể tránh được. Đây. Vết sắt cực kỳ là nhỏ nhá, không thể tránh được.
Còn linh kiện bên trong thì tất cả bao zin hết. Con này nó sẽ sử dụng là 8 tụ hàn chân kép hết nhé. Đấy, hàn chân kép hết, tiếng rất là hay, quả gió êm do nhé. Thì qua đây rất là cảm ơn bác Thành Hạc, bác khách hàng đã theo dõi kênh, và cũng rất là nhiều bác đã tin tưởng đặt hàng tại cửa hàng. Tất cả hàng em bán ra thì đều bao zin và bảo hành các bác nhé, bảo hành đầy đủ. Ok, thì bây giờ em sẽ test bác nghe thử tiếng mic, sẽ lên bộ để test tiếng mic cho bác xem một bộ dàn tầm khoảng 20 triệu nó có hay không. Tại sao mà những bộ dàn các bác hàng trăm triệu mà về dùng nó chưa được hay? Bởi vì đẩy này nó chiếm là tầm 50% cái chất lượng bộ dàn bác rồi. Mua những đôi loa đắt tiền nhưng mà những con đẩy nó không được hay thì về các bác chơi nó không được, nghe nó không đã nhé. Thể theo yêu cầu thì rất là nhiều bác muốn em ghép thử con đẩy CF này với một bộ chọn bộ để các bác hát karaoke. Thì ở đây em sử dụng một con vang Shiso T3 mới nhé, dòng vang số. Con vang này rất dễ dùng mới nhé. Ở đây thì nó sẽ có 4 chế độ em sẽ cài cho bác, là M1 là Echo Revert, M2 là sẽ là nhiều revert hơn một chút, và M3 là nó thiên về revert, M4 nghe nhạc thôi nhé. Thì các chế độ này các bác chọn thì chúng ta chỉ cần ấn một nhịp đi. Ví dụ muốn chọn M1, muốn chọn M2 thì ấn cái là sang là xong rồi bác nhé. Và một bộ karaoke thì nếu đã sử dụng những con đẩy CF, những hàng xịn này rồi thì ghép rất đơn giản. Chỉ cần một con vang, một bộ mic, con vang này 3 triệu, bộ mic Beyer BS mã là 790 bác nhé, về tím. Bộ mic này thì giá là 2,1 triệu bác nhé, 2,1 triệu. Đấy, bộ karaoke chẳng có gì, chỉ đơn giản thôi nhưng mà hát thì cực kỳ là hay. Và đây là ghép những đôi loa bãi 40 bác nhé, loa của Mỹ. Em sẽ alo thử bác nghe thử tiếng mic trước. Nhạc thì rất là hay bác nhé, nhạc con này thì rất là hay. Đấy, bác nghe thử. Đây, em alo thử tiếng mic này. Mic đây to nhỏ của mic này. Lê, lê, 5, 6, 7, lê, alo. Bạn nào mà muốn bớt revert thì có thể giảm ở đây. Đấy, giảm ở đây thì nó sẽ bớt revert đi bác nhá. Lê, 2, 5, 6, 7, lê. Đây là tăng echo lên này bác này. Dễ dùng lắm, vang số căn chỉnh cẩn thận rồi. Bây giờ đa phần là thời đại 4.0 rồi. Vang số căn chỉnh cẩn thận để về các bác dùng nó dễ, không như vang cơ ấy nhé. Vang cơ nhiều khi là các bác sử dụng là mới về là căn chỉnh cho các bác hay rồi, nhưng các bác vặn vẹo linh tinh rồi lúc nó không hay thì nó hỏng bộ dàn. Lê, 6, 7, lê. Đấy, bác nào thích vang nhại hát echo quen này có thể tăng giảm echo. Ok, thì bây giờ em sẽ test bác nghe thử. Đây, nhờ em hát cho anh đoạn. Test một đoạn karaoke bác nghe thử nhé. Có con đẩy này vào thì nhìn nó rất đẹp mà. Nhìn cái bộ dàn nó xinh hẳn lên, nhìn nó xịn xò hẳn lên. Người ơi, bên bờ sông Lam, anh nghe câu hò rằng để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Đấy coi nhá, một bộ dàn cái bằng ghép đẩy bay CF này hát rất là hay. Một bộ dàn rất đơn giản thôi nhá, rất đơn giản thôi nhưng mà hát rất là hay. Nhiều khi các bác
toàn hàng trăm triệu hát không hay, bởi vì là nhiều khi con đẩy các bác còn sử dụng luôn, nó kém chất lượng nhá. Ngày xưa mang đi khắp nẻo đường câu hò tình cảm, anh thương cho đời. Một bộ dàn rất là đơn giản thôi, dùng một con đẩy 3SCF và một con vang và một bộ mic thôi nhé. Một đôi loa là các bác có một bộ dàn tầm hơn 20 triệu một chút, các bác có một bộ dàn rất là hay rồi. Nhiều khi là những bộ dàn là 70-80 triệu, 100 triệu không hay thì các bác có thể xem lại con đẩy hoặc là xem lại con vang, các bác căn chỉnh đã chuẩn chưa nhé. Ở đây thì em sử dụng một bộ dàn rất là đơn giản, hát hay, nghe nhạc hay, dễ sử dụng và hiện đại với nhé. Hát những cái bộ này thì rất là ngọt luôn, dễ hát, hát nhẹ, chống hú tốt và hình thức trông rất đẹp xinh xắn mới nhá. Mạng nó kém chứ không, mạng máy tính nó kém nên là hát từ máy tính thì mạng nó kém nó dập dờn. Ngày ấy con đò nước biển, một người được khách hoa sông. Các bác đeo tai nghe vào hoặc là chúng ta có thể là kích trên những bộ dàn âm thanh, các bác nghe chi tiết tiếng mic vào nhé. Bởi vì là em quay là quay bằng điện thoại, không qua sao cả, không qua dây live stream, cho nên là đây mình chọn, nếu mà qua dây live stream chúng ta đâu tín hiệu đây thông thì nó sẽ rõ ràng hơn với nhé. Đấy, thì mạng nó kém nên là máy tính nó chậm chậm. Ok, clip này xin tạm dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.